Đàn chó con của Siro ngày hôm nay đã qua 3 ngày đầu tiên, con số vẫn giữ được y nguyên. Như vậy là có thể yên tâm là chó con sẽ giữ nguyên con số đàn 9 con. Đó, bây giờ là chúng nó đang ngủ, nó đang ngủ yên như này, nhưng mà chó mẹ mà vào một cái là nó lại rối loạn lên ngay. À, chó mẹ liếm con này, đầu nó hơi ướt. Siro ra rồi. À, gọi Siro vào. Siro ơi. Siro. Siro vào với con đi. À. Đấy. Gấu lắm đấy. Này. Nó bú này. Con nào cũng bụng này. Đấy. 9 con mà nó bú con nào cũng có bụng. Ừ. Đây, Siro vào đây. Siro muốn Siro vào với con thì bây giờ phải có thưởng vào trong. Rồi, vào nằm cho con nó ti, nằm nào cho con nó ti. Nhé. Đây. À. Kìa, con rơi này. Nhặt nốt đi không là mất công con kiến. Ok, rồi, nằm một chỗ. Vào cho con ti đi. Rồi, nằm xuống. Nằm nào. Siro chăm con cực kỳ khéo luôn. Qua 2 lần sinh con rồi. Đây là lần thứ 3. 2 lần đầu sinh con là đã dạy, đã hướng dẫn Siro lúc nào cần nhẹ nhàng. Đến lần này thì Siro chăm con là cực kỳ khéo luôn. Siro nằm ra xem nào. Nằm ra cho con nó ti. À, khi mà nó nhiều con ấy thì nó cũng rất là khó này. Con này, bụng nó căng. À, khi mà nó nhiều con ấy thì để mà nó chăm con là nó cần con mẹ là phải rất là nhẹ nhàng đấy. Nằm ra, nghiêng bụng ra. Nằm nghiêng bụng ra cho con nó ti đi. Nào. Bình thường ấy là nó sẽ ngồi như thế này để cho con nó ti này, thì nó không đè vào con, hoặc là nó nằm sẵn ra một chỗ trước rồi Siro nằm ra, nằm 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 thì mới đủ chỗ được. Nào, nằm xuống, nằm ra, nghiêng nghiêng hẳn bụng. À, sữa chảy này, nghiêng hẳn bụng ra. Đúng rồi, đúng rồi, ngoan lắm đấy, nghiêng hẳn bụng ra đó. Bọn này nó khi mà bình thường để cho chúng nó tự cho nó điều chỉnh là nó sẽ kêu rối loạn lên vì bây giờ nó chưa tìm thấy mẹ được. Đấy, để kệ cho chúng nó kêu. Cho nó kêu rối loạn, kêu sốt ruột luôn. Có 9 con thành ra là sẽ có một con sẽ phải bú cái tí lép. Vậy là bú tạm, không là đến khi mấy con kia mà nó no rồi thì lúc đấy thì mới có chỗ. À, thằng Chí này kêu rồi. Kiểu kinh, kiểu như kiểu chết nơi rồi. Con cái to kiểu như chết đến nơi rồi. Đúng. Đó, Siro chăm con khéo và rất là sạch sẽ. Cái thảm này gần như là ít bị bẩn, gần như là chỉ có nước đáy của chó con nó thấm xuống thôi, thì một ngày 2 ngày thay một lần. Kêu đấy, sợ kêu gào kêu khóc. Ra đây, ở đây có 2 ti ở đây cơ. Đây. Đây này, như thế này là có con là sẽ không có ti này. Ưu tiên cho con nhóc con này ra đây ti cái ti này. Rồi. Đấy, có một con biết thân biết phận là ti cái ti này này. Ti này là ti ti thứ 9. Nếu mà đẻ 10 con thì nó sẽ phải ti cả 2 cái ti này nữa. Nhưng 2 cái ti này nó ít sữa, 2 ti bé nhất. Như đàn này nó có 9 con thôi thì có một con phải ti cái ti đấy thôi.
ti ti đấy, rồi khi bọn này nó ti no rồi thì chuyển sang ti ti của bọn này. À, con này này lo nhoi này, ti dưới thì không tự ti tranh rúc ti trên này. À, còn một con thì đang mút nhầm đầu ti này. Đây, đầu ti đâu mà rúc ở đấy. Đây này, bình thường kệ chúng nó thì rồi chúng nó cũng sẽ ti được thôi. Ăn vạ này, thằng này là thằng ăn vạ này, chơi vơi quá đấy. Đây này, nhìn thấy có cái đầu ti này, tức là hai con múc mút chung một ti này, có một con mút trúng một con mút trượt này. Đó, cái ti này này, thằng to đầu này nó mút trượt này, đây mà đấy, phải rồi. Đây là cái con chó con mà với những người nuôi chó con mà để cho con mẹ nó tự chăm mà không chịu hỗ trợ chúng nó ở trong mấy ngày đầu ấy, thì 100% là sẽ có tỷ lệ nếu đàn đẻ đông là sẽ có chó con lọt ổ, không thể tránh được. Vì con chó con nó ti không được, nó mút nhầm chỗ, thế là nó không được cái gì cả mà nó mất sức đó. Mà đây là như Siro là cái đầu ti của Siro là rất là tiện để cho con ti đấy, vì đầu ti nhỏ dễ mút, con nhỏ con to đều mút được hết đó, cho nên là nó cần hỗ trợ ở cái giai đoạn đầu mấy ngày đầu là vì như thế. Còn khi con chó nó lên một tuần rồi thì thoải mái. Đây, đây là đang nghẹn này, mút được sữa nghẹn này. À, đấy, bị nghẹn là vì sặc sữa này, tí sữa nó chảy ra này, mút nó ra nhiều sữa quá. Mút ra sữa uống không hết, còn nhè cả ra này. Đấy, khi nó no đến một cái đoạn nào đấy thì bắt đầu là nó lại đổi ti với nhau. Đấy, thằng này đẻ ra là hơi bé này nhưng mà loi choi lắm, gấu lắm đấy. Nó mút được cái ti nào là cũng đừng có con nào tranh được của nó. Nó cũng giống như cái con ở cái đàn Hana, những cái thằng bé là thường nó rất là cá tính. À, lại có thằng cạnh tranh này, ti dưới có không mút muốn chuyển ti trên này. Này, trong khi ti dưới có này, đâu rồi, kiểu như là mút nó bị sặc sữa ấy. Này, đây là mút nhầm này, trượt một cái là mút sang bên cạnh luôn này. Thôi, tốt nhất là hai thằng cho mày đổi chỗ cho nhau này. Đây, quả ti bên dưới là quả ti này. Đây, đâu rồi, vẫn chưa mút chúng đâu. Đừng mút tay anh. Đấy, đúng rồi, đúng chỗ rồi đấy. Đó, đây, thằng này này, trượt ti này, trượt ti ra đầu ti không ti này. Đấy, thằng khác có tranh mất. Rồi, sao? Đấy. Đấy, nếu mà những cái trường hợp này trong những ngày đầu mà không hộ nó nhá, thì cứ đây, đây là như đây là hôm nay là nó tương đối cứng cáp rồi này. Mút thấy không có gì nó nhả ra đi tìm rồi này. Nhưng mà nếu mà khi mà con chó nó vừa mới sinh xong mà nó mút như thế là cứ thế nó mút thôi, là trong vô thức của nó là cứ thế nó mút, dựa vào những cái phản ứng gọi là bản năng của nó, mút không trúng đầu ti một cái hoặc là gì đấy là con chó là đói luôn đấy, quyết giành lại bằng được. Thôi được rồi, nhường nó đi, ti ti dưới này được. Ok nè, trúng chưa, xem nào, xem nó có điều chỉnh không, đang ti nhầm đấy nhá. Đầu ti bên cạnh này. Lắc lư như thật. Một cái. Lắc lư như thật, xem lắc lư bao lâu. Này. Xem lắc lư bao lâu, không kiếm ăn được gì thì nó sẽ đổi thôi. Xem nào. Vẫn còn đang lắc. Khổ nhì.
mút thì không trúng chỗ, cứ thế mà ra đấy mà lắc như thật. Bụng thì nó cũng vẫn còn đang hơi no, chưa đói. Nào xem nào, hơi lâu đấy, lắc hơi lâu đấy, càng không được thì càng nhiệt tình, càng nhiệt tình mút. Ê ê, nhầm chỗ rồi đấy, đúng rồi đấy, chứ còn không là cứ ở chỗ kia này, cứ thế mà cứ lắc cứ mút thôi. Đấy, con chó con mà nó tì, đôi khi là con chó mẹ nó nhiều sữa cái nó tì một tí không là nó bị sặc, nó bị nghẹn, nó ra nhiều sữa quá là nó nuốt không kịp, nó nghẹn cái là nó co ro ra một chỗ, để tí nó mới lại quay lại, nó nháo nhào nó quay lại để nó tìm tì, là nó hay bị mút lệch sang bên cạnh như thế lắm. Ừ. Đấy, hôm nay quay cái đàn chó con của Siro để cho mọi người quan tâm cái đàn cún con này, mọi người tiện theo dõi. Đàn cún con đến hôm nay là sang ngày thứ ba là giữ được quân số 9 con. Ừ. Nhóc này lại đổi này, lại định đổi ti này, lại trượt rồi. Xem nào, nào lại mút bên cạnh, ti nhiều sữa quá, lại mút bên cạnh này. Ôi sợ, mút vì đam mê, không cần có sữa. À, để trúng chỗ ra đấy. Rồi, bụng chúng nó vẫn đang no. Có thằng này là nó mút, là thằng này là thằng gọi là cái thằng to ở đây, người đực, là cái thằng mà chịu thiệt, sẽ phải mút cái ti này rất là ít sữa. Hôm nay chờ tí bọn kia nó mút no rồi thì lại ra, bắt đầu ra vét ti, vì là 9 con. Đó. Quay để cho mọi người theo dõi cái đàn chó con của Siro. Mấy hôm nữa lại quay tiếp đấy, có con no rồi đấy. À. Rồi. Tí 10 phút là có con no rồi đấy. Ngủ. Đây này, hai con bùng này. Nó bắt đầu đi đảo, bắt đầu đảo chỗ. Quay để mọi người tiện theo dõi cái đàn chó con này. Còn đàn chó con của Hanna thì mấy ngày nữa sẽ có video. Có thể là đàn chó con của Hanna mấy ngày nữa có video, là mọi người có thể là mọi người chọn chó được rồi. Chó con của Hanna thì được 1 tháng tuổi rồi, lộ nét rồi. Ok, mọi người thấy Siro chăm con có ngoan à? Quá ngoan và quá khéo luôn. À, cho con nào con đấy bụng nó cãnh luôn này. À, con nào con đấy bụng phình nó luôn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cứ nằm yên cho con ti rồi ngủ luôn đấy.